Thưa các bác, đây là một buổi sáng của thao chim cu gáy gửi chim đi xuống trung tâm thành phố Hà Nội, xuống Mỹ Đình cho các tỉnh. Đây là cái khoảnh khắc mà mình sắp chuẩn bị gửi ra xe. Các bạn thân mến, đây là cái lượng chim thường thường là hàng ngày mình sẽ cung cấp ra thị trường. Thứ nhất là mình đã đóng dấu niêm phong. Thứ hai là đây là khách hàng ở gì đây? Khách hàng giao tại bến Mỹ Đình nhưng mà khách là số điện thoại là đây 0989 588 418 này. Ông này là ông thứ hai. Đây là ông này về đâu đây? Về Hàm Yên Tuyên Quang. Hàm Yên Tuyên Quang. Nhưng mà nhờ lái xe giao nhận ở tại Mỹ Đình. Đấy, bạn này là ở đâu đây? Bạn này là ở Can Lộc Hà Tĩnh. Số điện thoại là 0162 64 33 41. Bạn này ở đâu đây? Bạn này ở Cầu Giào, Hải Phòng. Bạn này là đây ở đâu đây? Bạn này về Vinh. Bạn này về Vinh. Vinh lấy một đôi, mình đóng hai thùng. Ok chưa? Hàng này rất là chuyên nghiệp. Đó. Đây, ví dụ như mình đóng giáp lai thế này này. Đó. Mình đóng giáp lai này. Đóng giáp lai này. Thì không ai có thể là hack chim của mình được, mà cũng rất là chuyên nghiệp cho những người nhận yên tâm. Đó. Mình sẽ gửi xe khách. Đây là khu vực ở nhà mình và sẽ ra đường gửi xe người nhà đi vào bến Mỹ Đình và phân phối đi các tỉnh. Đó. Cái xe đỏ đỏ này bắt đầu đến rồi đây. Đây là tiền lương sáng nay nhá. Đó, xe đỏ đi Hà Nội luôn đó. Đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Quý vị các bạn mua chim cu gáy hoặc thắc mắc về chim cu gáy chữa bệnh, hãy liên hệ số điện thoại 0163 5305 982 gặp anh Thao ở Ba Vì, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cổng trại Đa Điểu, xã Vân Hòa, Ba Vì, thành phố Hà Nội. Một lần nữa số điện thoại 0163 5305 982. Chuyên chim cu gáy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi những kênh chim cu gáy hay của mình.